Bán thang xây lâu đài. Ở một đất nước xa xôi, có một ông vua sinh được ba cô công chúa. Hai cô chị đều được nhà vua gả cho những hoàng tử giàu có. Chỉ còn lại công chúa Út, nhưng nàng lại không hề muốn như thế. Và câu chuyện bắt đầu. Kính chào đức vua, tôi là hoàng tử nước láng giềng, xin được mang chút lễ vật đến dâng tặng cho người. Cảm ơn hoàng tử. Công chúa Út, con mau chào hoàng tử đi. Xin chào hoàng tử. Công chúa Út thật xinh đẹp, rất phù hợp với ta. Chẳng hợp chút nào cả, anh vừa xấu xí vừa thiếu tế nhị. Ta rất vui lòng mời hoàng tử ở lại cung điện này vài hôm. Hãy coi đây như là nhà của mình nhé. Sao, vua cha muốn con cưới tên béo đó ư? Công chúa Út, hoàng tử tuy hơi béo một chút, nhưng bù lại có rất nhiều của cải. Con sẽ không phải lo lắng gì cho cuộc sống sau này nữa. Của cải đó là của ba mẹ anh ta, chứ có phải của anh ta đâu. Anh ta rất ngốc nghếch, con không thích lấy người như thế. Hai chị của con đều lấy những người như vậy, chẳng phải vẫn tốt hay sao? Con không giống hai chị, con muốn lấy một người có hiểu biết làm chồng. Con có giỏi thì đi tìm người như thế mà lấy đi, để xem con có chịu được hay ngày không. Được, con sẽ ra đi, tìm người con mong muốn. Thế là công chúa Út lên đường đi tìm người chồng như mong ước. Nàng ăn mặc giản dị và chỉ mang theo một chú ngựa và một ít tiền bạc để làm lộ phí. À, ở kia có một ngôi nhà, mình sẽ đến đó xin nghỉ tạm. Chắc mày đói lắm rồi hả? Ai đang ăn gắp cỏ của ngựa nhà tôi vậy? Tôi xin lỗi, ngựa của tôi đi cả ngày rồi, tôi chỉ định cho nó ăn một chút thôi ạ. Cô là ai? Tại sao lại ở nơi hoang vắng này một mình? Tôi là công chúa của nước Hà Du. Cô là công chúa? Cô không nhìn lại mình xem có công chúa nào ăn mặc như cô không? Anh không tin thì thôi. Ủa, nhà chúng ta có khách sao? Ba mẹ, cô gái này tự xưng là công chúa nhưng lại một mình lạc đến đây. Ba mẹ thấy có lạ không ạ? Đừng có trêu đùa con gái nhà người ta nữa con. Trời sắp tối rồi, cháu ở ngoài một mình nguy hiểm lắm. Hãy nghỉ tạm lại đây một đêm, mai hãy đi. Nhưng cháu... Cháu đừng ngại, nhà chỉ có ba chúng ta thôi, có thêm cháu lại càng vui. Vậy thì cháu xin được ở lại một đêm. Cảm ơn hai bác ạ. Ngày mai con có đi bán than không? Dạ có ạ. Anh làm nghề bán than ư? Tôi làm nghề đốt than và bán than luôn. Anh cho tôi đi cùng được không? Công việc này vất vả, không phù hợp với tiểu thư như cô đâu. Công việc nào rồi cũng quen, tôi không ngại khó ngại khổ đâu. Tôi muốn kiếm ra tiền bằng khả năng của mình, chứ không muốn trông chờ vào người khác. Vậy thì chúng ta có cùng sở thích rồi, ngày mai cô hãy đi cùng tôi xem sao. Than vừa rẻ vừa tốt đây, đảm bảo không ưng, đền tiền gấp đôi. Cho tôi 3 bao than nhé. Dạ có ngay ạ. Chẳng mấy chốc công chúa đã bán gần hết số than mang ra chợ. Không ngờ là cô bán khéo như thế đấy. Anh hãy chỉ cho tôi cách làm than luôn nhé. Tôi rất muốn học hỏi thêm. Được thôi. Ít lâu sau, công chúa Út vì cảm mến sự chăm chỉ thật thà của chàng trai đốt than nên đã quyết định kết hôn cùng chàng. Ba mẹ chàng trai vô cùng hạnh phúc vì cưới được một cô con dâu xinh đẹp, giỏi giang. Nhờ có công chúa Út giúp sức, chẳng mấy chốc việc bán than ngày càng thuận lợi. Hai vợ chồng họ liền bàn nhau đào thêm một lò than nữa. Hình như dưới này có gì đó. Chàng xem cái gì này? Đây chỉ là một cục đá bình thường thôi mà, xung quanh đây rất nhiều. Đây không phải là đá mà là vàng đấy, chúng ta đào tiếp đi. Cứ như thế, công chúa và chàng trai đào thêm được cả một hang đầy vàng dưới lòng đất. Nhờ số vàng tìm được, họ đã cho xây một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hơn cả cung điện của nhà vua. Chàng hãy đến cung điện đón vua cha của thiếp đến đây. Thiếp muốn vua cha thấy ngôi nhà này của chúng ta. Nàng đừng đùa ta nữa. Thiếp không đùa, thiếp thật sự là công chúa. Thưa hoàng thượng, thần là chồng của công chúa Út. Chúng thần xin mời ngài đến thăm lâu đài của chúng thần mới được xây xong ạ. Lâu đài? Thật là nực cười. Xe ngựa đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi ạ. Thôi được, ta sẽ đến thử xem sao. Đây là lâu đài của công chúa Út thật sao? Kính chào vua cha,
người thấy lâu đài của chúng con thế nào ạ? Đẹp, đẹp lắm, không kém gì hoàng cung. Các con đã làm thế nào vậy? Công chúa, con đã đúng. Không gì hạnh phúc bằng tự lao động, tự làm chủ cuộc đời mình. May mắn chỉ đến với những ai luôn cố gắng và chăm chỉ. Dạ, mời vua cha ở lại chơi với chúng con ít hôm ạ. Ừ, cảm ơn hai con. Từ đó, vợ chồng nàng cùng chung sống những tháng ngày hạnh phúc. Họ dùng số tiền của mình để khuyến khích, giúp đỡ những người nghèo khó, được học hỏi và thực hiện ước mơ của mình. Sự tích vết trắng dưới cổ trâu. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một chàng trai hiền lành tên là Trà Lớ. Trà Lớ mồ côi từ bé, sống lủi thủi trong túp lều tranh rách nát. Cậu phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đánh nó đi, con chó hoang, rồi nó không dám đến đây nữa. Nè, tránh ra, sao lại đánh con chó tội nghiệp thế này chứ? Ăn đi, tao nghèo nhưng sẽ cố san sẻ bát cơm với mày. Người tốt ơi, xin mời người vào ăn cơm cho tôi biết mặt và được cảm tạ người. Rất nhiều ngày sau, Trà Lớ đi làm về đều thấy cơm canh sắp sẵn trên chiếc chõng tre. Chàng càng ngạc nhiên hơn và quyết tâm tìm ra người tốt bụng đã giúp chàng. Chàng sắp về rồi, phải nấu cơm ngon để đợi chàng. Thì ra nàng là người tốt đã nấu cơm cho ta trong nhiều ngày qua. Vì sao lại giúp ta như vậy chứ? Em vốn là con gái một vị thần trên trời, nhưng đã phạm lỗi nặng nên bị phạt xuống trần gian. Này chàng đã cứu em, em nguyện đến ở bên chàng trả ơn này. Không, không được đâu. Tôi xấu người, lại mồ côi, nhà thì nghèo, làm sao nên vợ nên chồng cùng nàng được. Chàng không xấu người, chàng hiền lành, tốt bụng, biết thương người khác. Chàng đẹp hơn rất nhiều người. Chỉ sống bên người tốt như chàng mới giúp ta thoát khỏi hình phạt thôi. Nhưng ta chỉ sợ nàng phải chịu thiệt thòi, khổ cực mà thôi. Vậy là từ đó, cô gái trở thành vợ chàng, ngày ngày bên cạnh, nâng khăn sửa túi cho chàng. Ngày mai, chàng hãy đi chọn một chỗ đất để làm nhà. Nhà này bé quá, ta phải làm nhà to hơn. Cả chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu nữa. Chỉ một đêm, em sẽ làm được thôi. Nghe nàng nói, tôi thấy lạ tai lắm. Nhà mình nghèo, gió tha hồ vào không vướng, lấy đâu ra của chìm của nổi mà làm nhà. Chàng không phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đấy cả mà. Tôi đã cắm cọc bao quanh miếng đất này, có đủ cả nền nhà, nền chuồng trâu, chuồng lợn như lời nàng dặn hôm qua rồi. Đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, nhưng chàng cứ nhắm mắt ngủ yên, đừng có sợ nha. Và nhớ đừng có mở mắt nhìn, kẻo là hỏng việc đó. Trời ơi, chuyện gì thế này? Khi bị phạt đầy xuống trần gian, mẹ em đã xin nhà trời cho em được giữ lại hai phép màu. Em đã hứa chỉ dùng phép màu này với người nào đã cứu em. Cảm ơn nàng, ta mơ cũng không được sống trong cảnh sung túc này. Trời ơi, nhờ cứu một con chó mà cậu ấy được trả ơn như vậy. Nhà đó bây giờ trâu bò gà lợn hàng đàn rồi, cũng xứng đáng thôi. Tốt bụng được trả ơn đấy. Bọn ta không tin, làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, chúng ta phải đến xem thực hư thế nào. Quả đúng như thế, ta phải nghĩ cách cướp đoạt nhà đó. Trà Lớ à, giàu có thế này mà lấy một người vợ xuất thân không rõ gốc tích. Người trong làng đang đồn ầm cô ấy là do một con chó biến thành. Sao mày không đuổi quách vợ mày đi? Tao sẽ gả con gái đẹp của tao cho mày. Nè, tôi không cần con gái của ông, tôi chỉ cần sống với vợ của tôi mà thôi.
hôm nay chàng buồn rồi. Chàng có chuyện gì nói cho em biết đi, trà lớn. Nhiều ngày, nhiều đêm, hôm nào, lão phú hộ và tên đầy tớ cũng tìm cách gặp trà lớ để nói xấu về vợ cậu. Như nước mài hòn đá, dần dần, lòng trà lớ thay đổi. Trước kia chàng thương vợ là thế, giờ đây cứ nhìn thấy vợ là chàng hằn học khó chịu. Ta đi ngang qua, bị một con ong đất đốt vào sau lưng. Xin cô giúp ta đắp lá lên chỗ ong đốt được không? Nhà ta không có ai ở nhà, ta sợ mọi người hiểu lầm, không tiện giúp. Xin cô hãy giúp ta, ta sắp chết rồi. Vậy xin ra ngoài sân, ta đắp thuốc cho. Ta biết ngay, ta biết ngay. Cô thật xấu tính xấu nết, ta không ngờ cô lại lăng nhăng với nó. Cô đi ra khỏi nhà này ngay. Chàng, không phải như chàng thấy đâu. Cô đừng chần chờ nữa, đi ngay đi. Tôi không muốn trông thấy cô. Bấy lâu nay, tôi vì cô mà đã phải chịu bao nhiêu lời bàn tán giễu cợt của người làng rồi. Đúng như kế hoạch của ta. Chàng nghĩ lại đi, đừng suy nghĩ điều trái, điều ác nữa. Đời chàng nghèo khổ nhiều rồi. Lúc đầu em thấy chàng tốt bụng, em muốn giúp chàng đỡ khổ. Này, chàng đã bị bọn xấu làm u mê. Em nói chàng hay, em đi rồi, chàng sẽ không được như vậy nữa. Lúc đó chàng hối hận cũng không kịp đâu. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Cô mau bước ra khỏi cái nhà này đi. Không, sao mọi thứ lại biến đi hết thế này? Không được, tài sản của ta. Hắn đã mất hết rồi. Hắn đã trở về nghèo khó hơn, không sánh được với ta nữa rồi. Cũng chỉ vì nghe lời kẻ xấu mà ta mất cả người vợ đẹp, mất cả gia tài rồi. Trà lớ chết đi, biến thành con thạch sùng. Ngày nay, thạch sùng hay tắt lưỡi bởi nó tiếc người vợ đẹp và tài sản đã mất. Và chiếc khăn mà trà lớ dùng để giữ con trâu đã dính liền vào da, biến thành một vệt trắng dưới cổ trâu như chúng ta thấy ngày nay. Vị tướng kỳ lạ. Cấp báo, cấp báo. Nói mau, có chuyện gì? Bẩm tàu trưởng, bà cõi phía Tây đang bị bộ lạc Sang Lan tràn vào xâm chiếm. Chúng đã chiếm đóng hết vùng La Son rồi ạ. Hả? Tên tàu trưởng Sang Lan thật là láo xược. Lần trước hắn khiêu khích ở biên giới bị quân ta đánh cho tan tác mà vẫn chưa chừa sao? Mau tập hết quân lính, chuẩn bị ngựa chiến và áo giáp cho ta. Lần này ta sẽ trực tiếp ra trận, xem rút cuộc hắn ăn phải gan con gì. Tuân lệnh. Hãy xông lên, đuổi hết những kẻ xâm lược bộ lạc chúng ta. Xem ra bọn chúng đều sợ mất vía, bắt đầu tháo chạy hết. Được thế nào? Bẩm tù trưởng, tên kia chính là tên cầm đầu. Hắn là tù trưởng của bộ lạc Sanh Lan. Được, để hắn cho ta. Kẻ xâm lược kia, ngươi đã thừa nhận thất bại chưa? Kẻ xâm lược ư? Vùng đất này vốn thuộc về của bộ lạc ta. Nhưng mấy chục năm trước, đời cha ngươi đã tham lam đem quân sang chiếm đoạt của dân ta. Nhưng thật đáng buồn, hôm nay ta đã thất bại, không đòi lại được đất đai cho tổ tiên. Bây giờ ngươi muốn chém muốn giết thì tùy. Hắn nói gì cơ? Đời trước chính cha ta đã xâm chiếm đất của bọn chúng sao? Kẻ bại trận đáng xấu hổ, cứ bình tĩnh, rồi ngươi sẽ được gặp lại tổ tiên mình sớm thôi. Có thể hôm nay ta bại trận, nhưng cả dân tộc ta sẽ không quên mối hận năm xưa bị các ngươi xâm chiếm đất đai của bọn ta đâu. Đó là chuyện của mấy chục năm trước, còn bây giờ đã là của chúng ta rồi. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Xin ca, lui đi. Dạ.
cởi giày trói cho ta, không sợ ta chạy thoát sao? Vì ta thấy ngươi là người có nghĩa khí, ta sẽ không giết ngươi, nhưng với điều kiện ngươi không được đem quân gây chiến thêm một lần nào nữa. Quân ta thừa sức đánh tan bộ lạc bé nhỏ của các ngươi. Tốt nhất ngươi hãy biết giữ hòa khí, để dân chúng hai bên bình yên sinh sống. Nếu bộ lạc các ngươi có khó khăn về lương thực, chỉ cần ngươi có thiện ý, ta hoàn toàn có thể viện trợ cho bộ lạc các ngươi. Còn nếu ngươi vẫn cứng đầu mà vẫn không từ bỏ ý định chiếm lại vùng đất, thì ta buộc phải bắt giam ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Sao tù trưởng lại thả tên giặc cầm đầu kia vậy? Đáng ra nên giết hắn luôn tránh hậu họa vì sao chứ? Sao ngài ấy lại làm như vậy chứ? Ta không biết, lệnh tù trưởng vừa ban xuống như vậy, thật không hiểu nổi. Chuyện gì vậy? Không những thả sống mất kẻ thù, mà bây giờ lại còn viện trợ lương thực cho bộ lạc của hắn sao? Bộ lạc Sa Lan không bao giờ chịu từ bỏ ý đồ đòi lại vùng đất trước đây của hắn đâu. Kết giao với chúng, chắc chắn sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra hậu họa khôn lường. Trời ơi, hãy khuyên nhủ tù trưởng đi, ngài Xin Ca. Ta đã 5 lần 7 lượt khuyên nhủ cũng như cảnh báo tù trưởng rồi, nhưng vẫn không được. Ngài ấy trước nay luôn là người sáng suốt, tỉnh táo, sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Đại dịch đang hoành hành khắp nơi như vậy, phải tìm ra được phương thuốc chữa cho người dân chứ. Dạ, các thần y khắp bộ lạc đã chế ra rất nhiều loại thuốc, nhưng đều không ăn thua, dịch lan rất nhanh. Đây là loại dịch bệnh trước nay chưa từng xảy ra ạ. Không, ta không thể để thần dân của ta chết dần chết mòn như thế được. Phải tìm ra cách gì đó chứ. Cấp báo, cấp báo. Nói mau, có phải đã tìm ra được thuốc chữa bệnh dịch không? Ồ, dạ, có đoàn quân của nước San Lan đang tiến sâu vào đất chúng ta. Chúng sắp đến thành rồi ạ. Hả? Quân San Lan ư? Tù trưởng, hay là chúng đang thừa cơ hội bộ lạc chúng ta bị dịch bệnh hoành hành nên định tấn công xâm chiếm chúng ta? Chúng kéo đến có đông không? Dạ, chỉ một đội quân nhỏ, chúng chở theo xe ngựa. Thưa tù trưởng, thần nghĩ phải mau đưa quân đánh đuổi chúng đi, nếu không bọn chúng âm mưu gì sẽ không kịp ứng phó mất. Đừng nóng vội mà hỏng việc. Trước hết hãy tập trung hết binh lính rồi cùng ra nghênh chiến, xem xét tình hình. Thưa tù trưởng, chúng đang đến kia rồi. Thưa tù trưởng, quân San Lan gửi thư báo đến cho ngài ạ. Thư báo sao? Thư báo của tù trưởng San Lan nói họ đến đây không phải tiến đánh, mà là họ muốn viện trợ cho chúng ta thuốc chữa bệnh đại dịch đang hoành hành. Thật vậy sao? Có thật họ có thiện ý vậy không? Hay là thuốc độc để tiêu diệt dân ta thì sao? Dạ thưa, bọn họ còn dặn thần, nếu ngài không tin thì cứ lấy trước một số thuốc về thử, rồi hãy nhận số thuốc còn lại ạ. Không cần, ta tin là họ có thiện ý muốn giúp đỡ chúng ta. Hãy hạ vũ khí xuống và nghênh đón họ đi. Thưa tù trưởng, xin người hãy xem xét kỹ càng, có thể đây là một âm mưu thâm độc. Ý ta đã quyết, hãy làm theo mệnh lệnh đi. Nhờ đại ơn của tù trưởng, bệnh dịch đã được đẩy lùi. Hầu hết mọi người đều đã khỏe lại. Thật tốt quá. Tù trưởng muôn năm. Tù trưởng muôn năm. Thưa tù trưởng, tất cả những người dân mắc bệnh đã được phát thuốc, họ đều đã bình phục. Đại dịch đã được đẩy lùi hoàn toàn nhờ số thuốc viện trợ của bộ lạc San Lan rồi ạ. Tốt, tốt lắm. Thế bây giờ các ngươi có còn nghĩ họ là kẻ thù nữa không? Dạ không ạ. Xin thứ lỗi vì chúng thần còn nhìn sự việc còn quá thiển cận. Các người không sai khi đã khuyên ta nên tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, các người không biết rằng tiêu diệt kẻ thù còn có những cách khác mà không cần phải máu chảy đầu rơi. Đó là khi ta biến kẻ thù biến thành bạn, chẳng phải kẻ thù đó đã được tiêu diệt hay sao? Dù bộ lạc nào, họ cũng thích hòa mình hơn là chiến tranh máu nổ, tranh chấp lãnh thổ không đời nào không có. Nhất là khi cả hai bên chưa hiểu nhau, tạo một mối quan hệ hòa bình giao hảo luôn tốt hơn là hằn thù gây đổ máu cho muôn dân. Các ngươi có đồng ý với điều này hay không? Chúng thần đã hiểu rồi ạ. Tù trưởng quả là thánh nhân với trái tim đầy cao thượng. Chúng thần sẽ được noi theo người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.